Thì nói đầu tiên thì cũng không ngừng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa trong thời gian tới để mình sẽ có động lực để tạo ra những video nha các bạn. Thì cũng do cái công việc của mình nên cũng mấy tuần rồi các bạn mình không ra được video các bạn. Thì cũng xin lỗi tất cả các bạn nha. Thì hôm nay có dịp về quê rảnh các bạn thì mình sẽ tiến hành làm video cho các bạn xem, và hôm nay mình sẽ ra gió bạn ơi. Chiều về thấy nước lớn cá cũng chạy nhiều quá, lúc này thấy cũng có cá linh cá đồ cũng chạy chạy, mẹ mình đặt hôm rồi cũng có nên mình ra mặt thử có không. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành về đặt quay cho các bạn xem nha. Đặt gió cũng bây giờ cũng lâu lâu rồi các bạn, giờ mình sẽ dở gió thử cái dính không bạn ơi. Trời gác quá trời. Con quỷ gì không em. Wow. Rồi vô mấy trái dừa luôn. Quá trời ơi. Vô mấy trái dừa luôn rồi. Đảo mấy con này trước đi. Cá dặm này. Xui với trời. Cái cá mà vô cái nhiều rồi. Mẹ. Trái dừa. Đầu tiên xui quá ta. Cái gác gì với cái dừa không chứ. Lâm cái dừa lên luôn. Cái dừa. Cái này trong đâu rồi. Xui quá. Đặt con gió dưới cái dừa không. Đây Hoàng. Những cái gì nha. Những con gì đây. Lên nữa bạn. Đây. Cái lên này. Đặt được mớ mời có lạc ăn. Này. Cái lên nha các bạn. Đây. Cái lên nè các bạn. Lên đá không? Đó. Đặt móc móc mới chắc đủ nồi kho. Kho khu quẹt quá. Bây giờ gió lên các bạn ơi. Gác quá, nước mới lớn. Cạn gác mà gác cũng vô. Quá trời, quá trời. Quá trời các bạn. Cái gì không quá trời nè. Rồi, cái gì vậy? Có cá gầm, cá linh, cá lâm tâm,
Em chúc giờ cho các bạn xem nha. Con gì đây? Cá linh. Cái đồ đỏ này các bạn. Cái đu đỏ nè, đu sọt, cái này có mơ chiên giòn ăn chứ làm gì được cả. Cái xương không đây, có cá linh nữa nha mọi người. À, có cá linh là vui à. Đây. Đó. Rồi cá trốn nguy hiểm quá, này mà đâm cái chết luôn, nhất chết. Máy chạy như trời, chạy như rác không. Lúc này à, vụ lúa các bạn, nước vừa lớn là người ta đi chợ lúa các bạn ơi, tranh thủ đây, gió được như đó được mới rồi đã không, cá này có lại không nữa, ra lụm cá nhảy ra ngoài ăn đó các bạn, rảnh không, giờ nó đi bắt chuột đi. Ra đây bắt chuột đi, không bắt đi ra đây. Đây kiếm cá ăn. Chẳng gì chứ. Miu. Gió nữa nha các bạn. Đó, rồi, con gì rồi. Quá trời, quá trời, quá trời. Quá trời luôn các bạn. Trời ơi, có một bầy cá rầm luôn. Quá trời, gặp cá ngựa quá trời bự các bạn. Tự nhiên cây trắng ghét, sao mà ghét? Cái ủa quá dữ vậy? Trời ơi, cây trắng ghét. Buộc lại. Rồi. Đừng nói lụm cá trai nha. Giáo nó mà. Không còn cá ngựa rồi. Ôi trời ơi. Ba mẹ. Tức vậy. Ở dưới con mèo này. Wow. Đấy, đã chưa? Cái linh là hoàng linh bự quá. Linh bự cho bá lắm. Hắn ngồi chết queo đây. Này. Linh quá luôn các bạn. Rồi gì đâu mèo nó. Tha tiêu con cá ngựa của mình này hả? Trời ơi. Nó đi rỉ cây gắn gác rồi nó trôi. Ngồi viêm 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 ghim tiêu cá ngựa của mình.
khốn nạn đi chứ. Gió này được nhiều cá linh của mày. Đây tắm con. Nước vừa lớn vừa đặc chạy là nó chạy dữ lắm rồi. Chứ lớn lên xíu nữa là nó đặc hết chạy à. Rồi giờ là anh tha anh con ngang ngựa của mình đây nha. Hồi coi video lại mới được, nãy mình có quay lại mà. Đó mẹ nó. Đây các bạn, nóng quân nha các bạn. Đó. Gió đã không? Thấy mê không? Ồ. Quá trời luôn. Đó. Cái ngựa chào bá luôn, bắt ra cho các bạn coi nha. Đó, thấy chưa? Cây luôn, đuôi đỏ tươi luôn nè. Cái này được gần 700 con cá linh nữa các bạn. Tục gió nữa các bạn ơi. Tranh thủ nó chạy dở lên dính được mớ nào hay mới nấy. Wow, các bạn. Đó, đúng luôn. Nè, trắng giả luôn nè. Quá wow. Một gọ luôn. Gác cũng mới. Ồ, cá lên cũng bò mà. Mèo nãy nó ginh được con cá ngựa, nó đi luôn rồi, nó hết ra luôn. Ngựa nữa nè các bạn. Đấy. Cá ngựa nữa nè. Cá linh nè, bự bự không? Cá linh nè mà. Cá linh nè. Đây nữa mà. Đây còn nè. Cá linh đó. Nóng quá đây các bạn. Quay trực tiếp cho các bạn xem nha. Nóng trời đặt gió rồi nè. Quá phải. Yeah. Chỗ nào cũng được như vậy không, đã luôn nè. Quá trời luôn nè. Lỡ cá sông lỡ luôn. Dính không? Tranh thủ. Wow. Rồi rồi rồi, nãy nữa rồi. Cái gì? Đó đó đó. Đó đụng 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 đó. Đó đó đó, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi cá ngựa, quá trời cá ngựa. Thật cá ngựa nữa các bạn ơi. Đó. Đấy nhỉ. Em xúc cho các bạn xem nha.
Con ngựa quá tài, con ngựa nó bự. Anh thấy không, để nó bít cái bàn tay mình con ngựa nữa. Đó, thấy chưa? Cái này dẫm. Cá linh nữa này qua. Lại có cá linh tiếp tục nha. Đây. Cá linh đây. Hai bà con luôn, ăn con nữa này. Ăn con nữa. Bọn các bạn. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Nay hên thì sao? Từ ngày đặt khi có bữa trời mới vô được con. Rồi rồi vô nữa. Đó, đó, đó. Vô là nó nhảy rột rột. Đó, thấy chưa? Đó lắm. Đấy. Nó này được con cá linh nhỏ xíu. Cá linh nào. Được con cá linh nhỏ xíu. Cái ngựa này đi theo cặp không các bạn. Vô lần nào cũng vô con cặp cặp. Mình bắt cặp lên các bạn xem nào. Mèo, mày lại đây nữa hoài. Đó. Các bạn. Ui. Nhảy trong gió luôn các bạn ơi. Chết rồi, vô rồi, vô rồi. Để mình đổ vô cái mới được. Chưa lựa xong nó vô nữa à. Nhảy chạch chạch trong gió. Gió. À. Em chuẩn nhảy ra luôn rồi. Lửa cá thông cái gì nấy à, trời ơi vô cái dừa luôn, quỷ không ba mẹ, vô cái dừa xui dữ trời, để bắt cá chứ có cái dừa sao. Hai ngày gì mà chạy cá ngựa giữ thần luôn á. Đây các bạn. Đây là cá ngựa tiếp tục nha. Vô quá trời luôn. Cái này cũng được mớ rồi các bạn. Con mình à. Vừa quay vừa đặt luôn các bạn. Cũng hơi khó. À, các bạn thấy không? Con cũng bọn ha. Nước chảy xiết quá. Đặt nước đứng đứng vừa lớn vậy. Nước vừa đứng đứng lớn nó đặt chạy nhẹ các bạn, đặt một xíu là nó nước hơi mạnh xíu là nó hết chạy rồi. Rồi dính đôi dép luôn, dính chiếc dép của ai luôn. Nguyên cái dép luôn quá dữ.
Ăn cá linh các bạn. Rồi, tiếp tục là series cá ngựa. Mỗi gió mỗi dính. Ê, 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 ê. Series cá ngựa nha. Mè. Rồi cá phi con luôn, ngọc mạn luôn. Sẵn tiện. Đây. Được nhiều đó. Vô gõ. Cái gì series cá ngựa này tới dòng họ cá phi. Cũng tăng 3 em luôn. Mới vừa thôi chứ. Các ba em cá phi vô rõ luôn các bạn ạ. Gió nào cũng vậy không vậy, ăn chắc mệt xỉu luôn. Giờ nước nó chảy mạnh quá mà đặt hết chạy luôn, không bằng lúc đầu nãy mà. Lúc đầu nãy dở cái dính nhóc. Giờ nước chảy cái là đặt hết nước ngọt. Được mang cả linh. Nước chảy cái đặt hết chín. Nãy nước vừa đứng lớn đặt chín thế em. Nó chạy mạnh quá là như nó cá nó đi đâu không biết. Ngon nó lấy nước chạy mạnh cá nó bơi không được, thả theo dòng nước đi. Nước chạy mạnh không có cá, nước đứng như cá nhóc. Cá linh cái lòng tông đó mà lòng tông bay chứ không phải lòng tông đá. À, nó chở các bạn xem lòng tông bay gọi là lòng tông ruộng đó. Cá linh bây giờ mới dính được mấy con. Anh con cũng bự bự. Đấy. Phải được con gì không chừng chén. Nó bên chua điên điển ăn đã. Gió hay gió nó hết dính nghỉ các bạn. Ủa, cắn quá đem cá vô mần chứ cái không dính ngồi ngoài cũng không dính à. Gió nó không dính đem cá vô mần mần ớp bỏ tủ lạnh. Nãy giờ đem phanh nhân mũi ra, mũi mới cắn, nãy cắn tàu quá trời. Cắn cũng khiếp, đeo cắn lập kẹp luôn.
lớn cái này bị gãy rộng gió này đó, trẻ mạnh nó đưa gió đi thay rộng mới được. Yeah. Hết dính. Bây giờ dính cá linh mượn gió đựng con đặc biệt nào đủ ăn. Gió đựng con cá linh bón đặt tới mai rồi chưa đủ ăn. Đây em cá linh than do đừng con được mở lòng thông ruộng cho tiếp tục mà không chính nghĩ nha. Em cá vô mặn ê, ê, ê. Không gì ấy. Cá phi cái cục kiến này vô hai bà con cái ní. Chính nè, đặt nữa. Các cuộc kiến không ạ? Xíu bỏ đi. Đây cà phê. Cá linh.
sạch, cá sạch giấy không à. Cái này cá sạch giấy có hai loại, cá sạch giấy và cá sạch bướm nha các bạn. Đây là cá sạch giấy này. Này cá linh. Hết dính rồi các bạn ơi. Giờ mình dở cái này nó không dính. Mình đổ cá mình vô mần mà. Trái quá là hết dính. Chính là qua để mình đi lôi cái gắn gác lên là mình đổ cá ra nha. Quá wow, cái này dính lên nữa chứ. Đây để mình đổ vào cho các bạn xem nè, khủng khiếp luôn, nồi cá luôn. Ý, còn một con cá trốn. Khủng khiếp chưa các bạn? À dạ. Chốt đi đâu mất tiêu rồi. Con thăm chết luôn. Chốt rồi. Nhiễm quá. Thành phần nguy hiểm này kinh luôn đi.
Em thấy chưa? Thằng nó nãy giờ của mình đó các bạn ơi. Nè. Nó có phi. Đi vô mặn thôi. Gỗ gì luôn mà chắc tới sáng quá. Video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mong rằng các bạn sẽ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có động lực tạo ra nhiều video mới hơn nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Và mình sẽ kết thúc tại đây nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.